trong cho em. Còn miền Nam thì mặc hai dây và phối thêm một cái áo mỏng mỏng, áo mỏng ấy, cũng là giữ nhiệt nhưng mà áo mỏng cho em. Đây chị nào lấy thì comment cho em nhá, mã số lên cho em là 41 cho em nhé mọi người nhá. Đúng màu 41 cho em, 41 cho em 109.000 một áo, 109.000 cho em mã số 41 rồi lên bộ nha mọi người nhá. Em tặng bộ 15 cân đến 35 cân cho em 08 này. 08 189.000 cho em cách tân này. Quần dài size bao nhiêu cân? Quần dài chỉ có loe thôi. Rồi cái này đây là 08 cho em đi chân váy nhá mọi người nhá. Cái này là dòng chân váy này. 08 này. Form size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân, mã hàng 08. Chị nào chưa đặt thì comment cho em 08 cho em với giá là 189.000 cho em nhá mọi người nhá. 189.000 đồng cho em 08 này. 08 giúp em. 08 kèm cân nặng cho em và có đơn nhé mọi người. Chia 2 cho em. Mã hàng 08 cho em nha. Rồi chị nào lấy 08 thì comment 08 cho em nhé mọi người nhé. Xem đầm vàng treo ngoài rồi ok. Rồi con này cách thân này là 08 cho em. Một cái này xinh quá. Có yếm không xốp, yếm có. Rồi ok nha. Mà đẹp nhỉ. Ok chị nào lấy cho em mọi người nhá. Cái bảng này là bao nhiêu mấy đấy em? Cái bảng này là không mấy đấy. 05. Váy vàng này là lên là 05 cho em này. Con này lên là 05 cho em này. Size 15 cân đến 38 cân cho em. Mã số 05 này. 109.000 đúng không? 05. Con này lên cho em là 05 109.000 cho em nhá. Đây ạ. Đây con này lên cho em mã số là 05 109.000 cho em. 05 này. Size 15 cân đến 38 cân cho em. Rồi mua 10 sản phẩm thì cũng 30 cân à 30k ship thôi. Ship toàn quốc có 30.000 thôi các chị. Rồi cái này lên cho em mã số là 05 cho em đi. 05 kèm cân nặng cho em và có đơn cho em nhá. 05 kèm cân nặng cho em và có đơn cho em. 109.000 một cái các chị ạ. 109.000 đồng cho em. 109.000 05 này vàng và 05 hồng cho em nhá mọi người nhá. 05 hà vàng, 05 hồng. Có đồ bộ, em có đồ bộ đấy. 05 vàng, 05 hồng cho em. 05 vàng, 05 hồng. Ok, 05 nhá mọi người ơi. Size 15 cân đến 38 cân nhá. Rồi lên bộ hả? Ok. Mọi người chia sẻ like đi. Màu đỏ là 25 cân cho em.
mã số 42 cho em này. 42 125.000. 125.000 đồng. 42 cho em kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 42 kèm cân nặng cho em là có đơn. 125.000 hàng cao cấp đẹp lắm mọi người ạ. Cái này là hàng 350-400.000 đấy. Cái này là len nhung, rất là dày, ấm. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã này lên là 42 là cao cấp. Rồi lên tiếp cho em áo giấu quần này. Lên cho em một áo giấu, áo tin này. À không, cái áo này size gì? Mã số 43 này. Size 18 cân đến 35 cân. Mã này lên là 43 này. Áo chở leo đá này. 55.000 à, đúng không? 55.000 một cái, 43. Mã này lên là 43 cho em. Mã số 43 cho em này. 55.000 nha mọi người. Áo đá cho em này. 55.000 đồng. Mã này lên là 43, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Chị Mai ra làm cho em. Để xem tan. Chưa ra luôn nha. Chưa báo ạ. Gọi từ lúc sáng rồi mà chưa thèm ra lấy đơn để đi. Ở đây đây là 43 cho em, 43 đúng không em? Mã số 43 55.000 cho em nhé mọi người nhé. 43 55.000, 55.000 đồng cho em. Nhìn xem đã. 43 55.000 cho em, size đến 35 cân ạ. Size đến 35 cân cho em nhé mọi người nhá. Size đến 35 cân giúp em. Size đến 35 cân cho em nhé mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là 43 cho em đi. 42 thì là size 25 cân và size 40 cân. 25 cân và size 35 40 cân. Rồi cái này lên là 43. Mã số 43 55.000. Áo phông nhé mọi người nhá. Size 20 cân đến 40 cân cho em này. À quên, 20 cân đến 35 cân thôi. 20 cân đến 35 cân cho em này. 55.000. 55.000 cho em màu đen với màu đỏ nhé mọi người nhá. Nó chặn cả số tôi hay sao ấy. Mình gọi cho chị xem nào. Cứ bay bận này. Bay bận là đang buồn. Đang buồn. Chẳng em không biết là lần trước chặn chị đó. Là vì sợ rồi ở trên bưu cục mình nói xong rồi sợ không nghe điện thoại của mình. Cái này lên cho em này, mã số 44 này. Tôi cái này lên cho em mã số 44 này, size gì em? 15 đến 20 cân ạ. À? 15 đến 20 cân rồi này. Còn số 4 thôi. Rồi cái này lên cho em 15 cân đến 10 15 đến 17 cân cho em này. 15 đến 18 cân. Mã này lên là 44 49.000 nhá. Tặng luôn. Cho hết đi. Mã số 44 này. À 59.000 nhầm em nhầm giá mọi người ơi. 59.000 cho em nhá mọi người nhá. Đây lên tặng mã bao nhiêu? Mã 22 42. 42. Rồi cái này lên cho em này. 59.000 váy tơ. Váy tơ cổ Đức. Cái này là cổ là cổ gì nhỉ? Cổ Đức ấy. Gọi là cổ Đức rất là đẹp luôn. Bên trong có lót nha mọi người. Váy tơ rất là đẹp. 15 cân đến 18 cân cho em, 4 đến 5 cũng mang vừa. 4 đến 5 tuổi mang vừa. Mã này lên là 44 59.000 nha mọi người nha. Mã số 44 59.000 đồng cho em. 59.000 cho em mã số 44 đi. 44 kèm cân nặng cho em nhá. 44 kèm cân nặng cho em là có đơn. Xin một lượt chấm bài nào. Mã hàng 44 cho em nhé mọi người nhé. Mã số 44 cho em nhé. 44 59.000 form size 15 đến 18 cân, 4 đến 5 tuổi mang vừa. Yếm à, ok. Chứ các chị không cần đâu nào. Không xuống lấy đâu nào. Gọi từ lúc 11 giờ đến giờ rồi về tối mò là biết đi à. Rồi ok Yếm hả? Yếm là mã số 13 đúng không? Yếm đây ạ. Yếm là mã số 13, size từ 25 cân đến 40 cân cho em Yếm nhé. 25 cân đến 35 cân. Yếm này. Mã số 13 cho em Yếm. Chị nào đặt rồi không phải đặt lại đâu nhá. Mã số Yếm này. Yếm cho em này. Yếm 15 cân. À quên, 25 cân đến 30 cân thôi. 30-32 cân quay đầu set Yếm cho em nhé mọi người nhé. Set Yếm là 139.000 đúng không? Set Yếm là 139.000 cho em này. Đó, set Yếm này là 139.000, mã số là 13 nhá. 13 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người. 13 cho em
em xem yếm nhá. Đó, yếm thì có áo này, có màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu hồng, màu vàng. Nói chung áo thì nhiều màu. Áo nhiều màu nha mọi người nhá. Còn yếm thì là như thế này, yếm quần này. Size từ 25 cân cho đến 35 cân quay đầu, cho em mã số yếm là 13 cho em này. 139.000 cho em mã số là 13. 139.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 139.000 yếm cho em này. Rồi chị nào lấy yếm thì comment yếm nhá. Đọc lại cái bộ ở đấy đi em ơi, cái bộ này đi. Rồi cái này lên cho em 17 cân này. 18 cân nhỉ? 20 cân nữa. Ừ, số 4 này. 18 cân cho em nhá mọi người nhá. Đây, mã số 14 này 69.000 cho em, mã này lên là 14 này. Đầm hoa bao nhiêu cân chị? Áo thun thì chị mua áo khác đi. Áo thun có nhiều áo đó. Áo thun thì chị mua áo khác đi chị. Rồi cái này lên cho em mã số 14 này. Còn 3 set thôi, tặng 69.000 3 bộ nhé. Còn 3 bộ size 17-18 cân cho em. 15-18 cân 4 tuổi cho em. 15-18 cân 4-5 tuổi. Với nào còn to thì 5 tuổi mang được cho em. 18 cân quay đầu cho em nhá. Bộ này là mã số 14 này, 69.000 1 bộ hàng da cá này. 69.000 1 bộ hàng da cá cho em nhá. Mã hàng là 14 cho em đi. 69.000 cho em. Rồi chị nào đấy thì comment cho em mã số này lên là 14 cho em nhé mọi người nhé. Mã số 14 cho em nha. Rồi 14 cho em nhé mọi người nhé. Chị nào đấy 14 thì comment cho em mã số này.
thứ này tặng này. Mã số mấy đây em hết quần chị? 46 á. Mã số 46 20 cân này, 50.000 này. Ui cái này bán 50.000 tiếp nha. Rồi cái này 20 cân này. 20 cân 50.000 tặng luôn set cao cấp nha mọi người nhá. Đẹp đẹp quá. Set này 250 tặng 50.000 luôn này. Có một set duy nhất chỉ là lên cân nặng thì được. Mã này lên làm ấy. Áo này là áo thun nha mọi người ạ. Áo thun thôi nhá. 46 em. Mã số 46 50.000 nhá. Coi cái gì đấy? Chị Minh Huyền coi cái gì? Màu đỏ 38 cân em không còn. 46 cho chị Ngô Tuyền. 46 cho Ngô Tuyền 20 cân ok. Rồi tiếp theo lên xem. 16. Rồi cái này lên 15 cân đến 15 cân đến 20 cân. 15 đến 18 cân. Rồi cái này lên cho em xét này nhá. 15 cân đến 18 cân mã số 47 50.000 luôn này. Đây cái này tặng luôn 47 50.000 có quần trong ấy mọi người nhá. Nhà em có quần trong nhá. Có quần trong. Cái này lên là 47 50.000 luôn ạ. 47 50.000 cho em size 15 cân đến 18 cân nhá. 47 46 hết. Bạn này lên là 47 ạ. 47 có bên mã số chứ không có bên set nhá. Không có mã số chốt đơn. 47. 47 kèm cân nặng thì mới có đơn nhá. 47 15 đến 18 cân cho em này. 50.000. Đấy em bộ đen. Bộ này còn thay gì em xả luôn rồi bộ này lên tặng luôn 80.000 một bộ này
Cái này lên cho em size cho bé là từ 25 cân đến 37 cân cho em này. 25 cân đến 37 cân cho em nhá. Đây. Chứ 20 cân mà lên cái size nhỏ nhỏ kia được không em? Ok nhá, em nhận đồ rồi, đẹp nhưng mà hơi dài, là bộ này dài ấy, hả? Em đã có đọc cân theo chiều cao rồi đấy, các chị phải ví dụ như các cái bộ này em đọc là đến từ 1m25 trở lên thì các chị phải mét đấy lên mới mặc vừa. Rồi lên bộ này 80.000 luôn này. 80.000 luôn, mã này lên cho em là 49 ạ, 49 nhá. 49 cho em size 25 cân 1m25 trở lên đến 38 cân cho em này. 38 cân mét rưỡi quay lại cho em mã số 49 80.000. 49 80.000 đang lên đồ bộ đây. Đây là 49 cho em 80.000 này. Mã số 49 cho em 80.000. Áp dụng chia sẻ like, mọi người chia sẻ like cho em. Em mang hết cái váy nữa là đây nha. Em soạn ra đi. 49 cho em cân nặng nha mọi người. 49 cho em cân nặng cho em. Size là từ 25 cân 1m25 trở lên nhá. 80.000. 25 cân 1m25 trở lên cho em này. Rồi ok, chị nào lấy 49 thì còn lấy mã nào đây ạ? 49 nha, cái này là 49 cho em nha, mọi người comment mã số nào. Mã số 49 cho em ạ. 49 cho em nha các bác ơi. 49 này 80.000. Form size là 25 cân, 1m25 trở lên đến 40 cân, 1m50 quay lại cho em nhá. 1m50 quay lại mã số 49 này. 80.000 nhá. Mã số bộ nhung là 19 này, đúng không? Bộ nhung là mã số 19 này. Cách tân bèo bao nhiêu? Cách tân bèo này á, 189.000 một set. Rồi mã này lên là 19 này. Bộ nhung nhá mọi người, size 25 cân đến 50 cân cho em bộ nhung này. Mấy tiền? 89.000 ạ. Bộ nhung 89.000 này. Bộ nhung 89.000 cho em nhá mọi người, tặng luôn. Size đến 50 cân. Từ 25 cân đến 50 cân cho em bộ nhung ạ. Từ 1m25 đến 1m50 mang vừa, 89.000 cho em nhá. Nhung thì em có Dior và ISL cho em này. Đây, bộ nhung em có Dior và ISL nha mọi người nhá. Dior và ISL cho em nhá mọi người. Ống le là mã số 11. Rồi, chị nào lấy đi comment bộ nhung là mã số 19 cho em nha. Bộ nhung là mã số 19 cho em với giá là 89.000 một bộ cho em nhung mềm. Cái này là nhung mỏng thôi, không phải dày đâu, nên là các chị miền Nam vẫn mang được nha mọi người nhá. Vẫn mang được cho em. Rồi chị nào lấy bộ nhung thì comment cho em mã số là 19 cho em và có đơn cho em nha mọi người nhá. Mã số 19 nhé, ISL và 19 cho em là Dior này. Chị Lương Tham ơi, cái mã lúc nãy chị không được chọn đâu mà dồn đơn ạ. Chị Lương Tham không có mã lúc nãy đâu nhá. Chị lên số điện thoại đi. Lương Tham lên số thoại này mã 49. Mã Lương Tham mới được mã 49 thôi. Chị Lương Khăng bây giờ mới được mã số 49, nó lên số thoại đi. Rồi ok, chị nào lấy thì comment là 19 cho em ISL này hoặc là 19 Dior này. Từ 1m25 trở lên mới mang được nha mọi người nhá. Đến 1m50 cho em. Từ 1m25 đến 1m50 ạ. Mã số 19 cho em Dior hoặc ISL cho em nhá. Công chúa sắt anh em hết rồi. Mã số 19 cho em. 89.000 cho em bộ nhung nhá mọi người đi. ISL hoặc Dior. Rồi cách tân quần này, cách tân ngọc này. Em đọc mã này là 17 ạ. Đấy. Rồi lên cái cách tân cho em này, mã số 17 cho em này. Rồi cách tân cho em mã số 17 này. Cách tân dây ngọc này, size 15 cân đến 30 cân. Trên cách tân này em tặng 149.000. 149.000 một set, 15 cân đến 30 cân cho em cách tân này. Mã này lên là 17 cho em nhá. Mã số 17 cho em cách tân này. Có màu hồng và màu đỏ này. Đấy, màu hồng và màu đỏ cho em cách tân cho em. Màu hồng và màu đỏ cho em cách tân cho em. Mã này lên cho em là 17 cho em nha mọi người. 15 cân đến 30 cân cho em cách tân 149.000 một set. 149.000 đồng một set cho em nhá. Đấy, bên trong là quần cho em này. Rất là xinh luôn. Từ 15 cân 4 tuổi đến 30 cân 9 tuổi quay lại cho em mang được cho em nhá mọi người nhá. Tầm 1m4 quay lại cho em ạ. Tầm 1m4 quay lại cho em. Chị nào lấy thì comment cho em cách tân là mã số 17 cho em là có đơn này.
không có bộ nhung màu hồng đâu. Nhung chỉ có màu đỏ thôi. Mã này lên trang là 17 giúp em nha. Mã số 17 cho em nha mọi người. Mã số 17 cho em màu hồng này. 17 lên trang màu đỏ này. 17 hồng, 17 đỏ cho em này. 149 như một set. Em chốt dự bị 35 cân nhá. Chốt dự bị của 35 cân. Chị nào có cái gì thì tí cho nhân viên chia đơn là gọi điện là biết nha mọi người nhá. Chị ơi, số shop giấu quần á, là cái gì? Sớ giấu quần hay là sao? Áo giấu quần chứ. Số ok, chị nào lấy thì comment là mã số 17 cho em nhá mọi người. Cách cân cho em 149.000 nha mọi người nhá. 149.000 đồng một set cho em. 17 cho em cân nặng cho em là có đơn cho mọi người. Cho em nhé mọi người nha. Còn là tiếp theo lên cho em là bộ quần này, là xin pha để đặt xin pha
50 áo sơ mi kẻ sau còn 50 kèm cân nặng cho em là có đơn. Đấy là 6 phân không còn đâu ạ. Áo hết cả họng. Rượu với chè nặng bét. Lần đầu tiên chồng thì thấy chị say. Say không say nhưng mà mệt. Mình nôn ra là mình không say, mình thường mình cứ lâng lâng. Chị không say. Mình mệt thôi chứ chị không say. Mà rồi mình mệt mệt á. Tao nôn rồi, về tao muốn tiếp cho xem. Ok, 50 nghìn nha. Cân này em tặng này, tặng 40.000 một bộ cho các chị luôn này, tặng luôn. Mã này là mã bao nhiêu đây? 51. Cái này lên sẵn quang 51 cho em 15-17 cân thôi nha, em tặng 40.000 một bộ nhá, lên cân nặng cho em mà không lượng màu. Chị lên nữa à? 18 cân. 15-18 cân chứ sao? Chị vừa đọc mà rõ ràng đang cầm bộ sớm. Rồi cái này lên mã số 51 này 40.000 cho em nhá. 51 40.000. 30.000 không. Còn bán có 30-40.000 nên các chị phải đi đơn từ 3-4 sản phẩm trở lên nhá. Chia sẻ like, áp dụng chia sẻ like mới chốt đi nha mọi người nhá. Hôm nay bán rẻ lắm. Rồi ok theo này. Rồi cái này lên tặng 51 15-18 cân thôi ạ. 15-18 cân cho em nhá mọi người, 40.000 một bộ không lựa màu nhá. Không lựa màu, mã này lên là 51 cho em. Không lựa màu cho em nhá. Và đơn hôm nay mà 800 trên 7-800 là phải cọc trước em mới đi đơn này. Bây giờ gần Tết rồi. Rồi cái này lên là 51 cho em. 51 cho em này. 40.000. Còn có 40.000 không? Năm mốt không lựa màu nha mọi người nhá. Là chốt đó, chị mong là chốt được bạn nào đó. À Ngọc Anh, các chị cứ lên đúng cú pháp. Ví dụ như vừa con của các chị thì là được nhá. Rồi cái này lên là 51, mã số 51 cho em. 51 40.000 bộ phản quang nhá. Phản quang 51 này. Áo dài hồng có 26 cân nhá chị. Áo dài hồng có 26 cân nhá. Rồi 51 cho em này, 40.000 một bộ. Ok nha, 52 cho em mọi người.
ba này. Số 50.
56 cho em với giá là 39.000 cho em size 15 cân nhá mọi người nhá. 15 cân cho em. 56 có mấy cái? 56 nhá. Rồi, lên. Đó cái đấy thôi. Áo dạ là mã số mấy em? 16. Áo dạ là mã số 16, 139.000 áo dạ. Rồi áo dạ, con lên thì nó bán 5 39.000. Chịu khó mà chốt đơn. Rồi cái này lên cho em mã số là 16 này, 16 áo dạ nha mọi người nhá, áo dạ cho em này. Form size cho bé là từ 15 cân đến 45 cân, 15 cân đến 45 cân áo dạ cho em 139.000 nhá. 139.000 cho em mã này lên là 16 cho em áo dạ đi. Mã số 16 áo dạ cho em. 16 mã số 16 áo dạ cho em. Áo dạ là mã số 16 nào, comment cho em là 16 các bác ơi. À, đầm trong áo dạ không có, đầm trong áo dạ này em không có nhá, em chỉ có cái áo dạ này thôi ạ. À, mã số này lên là 16 áo dạ cho em, dáng suông nhé mọi người, cổ hai lớp cho em rất là đẹp, chất dạ rất là mềm và bên trong em có lót này. Đấy, bên trong em có lót make cho em rất là đẹp luôn. Size cho bé là từ 15 cân đến 45 cân áo dạ là mã số 16, 139.000 nha mọi người nhá. 139.000 màu vàng, duy nhất màu vàng. Có duy nhất màu vàng thôi, mã số là 16 cho em nha. 16 139.000 đồng cho em ạ. Form size 15 cân đến 45 cân giúp em. 15 cân đến 45 cân, set bộ quần giả váy hết rồi. Quần jean cho em không có rồi. 16 kèm cân nặng cho em là có đơn. 16 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá, mới có 2 giờ à? Chị Lai lúc mấy giờ đấy? 11 giờ thôi nè. Ok, 56 nha mọi người nhá. À 16 nha mọi người. Mã số 16 áo dạ cho em nhá. 16 áo dạ 139.000 thôi. Form đại 15 cân đến 35 cân cho em. À đến 45 cân cho em nhá mọi người nhá. Rồi chị gái có mấy là 16 cho em. Đây, áo dạ này là mã số 26. Rồi cái này lên cho em váy suông này. Đọc mã này là 26 đúng không em? Mã này lên là 26 này. Mã số 26 này, váy sọc bukri này, form size là 20 cân đến 35 cân cho em, mã số là 26 á. Một à bao nhiêu? 99.000 đồng cho em mã số 26 này. 56 em hết rồi. 09 em còn nhá, 09 em còn. 09 em còn. Rồi, cái này lên là mã số 26 cho em, size 20 cân đến 35 cân cho em, có màu nâu, màu cam và màu đỏ này. Mã số 2699.000. 2699.000, 09 em còn mà, váy công chúa tầng 38 cân hết rồi. Hết rồi chị ạ. À? Đâu đâu cái kiểu của nó đâu rồi nhỉ? Rớt hết cho chị rồi. Sao lại còn 2 cái được sang bên kia? Công chúa tầng 38 cân em còn 2 cái nhỉ mà đang bên kho. Đang bên kho, chị nào mà nhìn thấy em like rồi thì đặt cái công chúa tầng cũng được mà. Cần nhất thiết gì phải lên đâu. Rồi cái này lên là mã số 26 nhá. Chị nào đặt rồi thì không phải comment lại đâu nhá. 26 á. Size 20 cân đến 35 cân cho em này. Màu đỏ này. Màu sọc cam này. Và đây là sọc nâu này. Đây là sọc nâu này. Sọc nâu cho em này. Cái bộ kêu chia luôn đi. Wow. 99.000 đồng cho em. Mã số là 26 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 26 99.000 cho em ạ. 99.000 mã số 26 cho em nhá mọi người nhá. Sơ mi sọc hả? Em ơi, cái sơ mi này còn sang gì em? À đây này, cái clean này này. Đúng sai. Rồi lên cho em con sơ mi này này. Sơ mi cánh rôi. Rồi, lên cho em con sơ mi cánh rôi này. Cánh tay rôi á. Em cái này lên mã số là 57 á. Mã số 57, size 20 cân đến 40 cân, cho em 45 cân, 20 cân đến 45 cân này, sơ mi cánh rôi nhá mọi người nhá. Tặng cho em này. Với giá là 55.000 một cái cho em. 55.000 một cái cho em. Mã này lên em là 57 cho em ạ. Bộ da cá hình Mickey không? Mickey là hình gì nhỉ? Không nhớ. Không nhớ luôn. Không nhớ ạ. À, bộ Mickey đang bèo không? Mickey à, Mickey có bèo ở bên dưới nhá. Sai bao nhiêu chị? Bé bên có 26 rồi chị ơi. Thấy chị comment nhiều ấy. Rồi ok, mã này lên là 57 đúng không? Mã số 57 cho em sơ mi, cái này là sơ mi cánh rơi nhá mọi người nhá. Cái này là tay rơi này. Tay
rơi cho em mã số 5755.000. 57-55.000 đồng cho em nhé. 20 cân đến 45 cân cho em mã số 57-55.000 của em. 57 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 57 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. 55.000 đồng cho em, mã hàng là 57 cho em. Mấy quận em? Ok nha. Hay sao comment nhưng mà quan trọng. $99.000 cho em nhá. 99.000, bộ này lên là 50 mấy, 58 à.
tạp coi chữ này rất là đẹp luôn. Mã số 59. Con này là 59, bộ này là bộ ngựa nhá. 59 bộ ngựa cho em. 59 cho em với giá là 99.000, size 18 cân đến 35 cân cho em. 99.000 cho em nhá. Còn có mấy bộ thôi. 99.000. Rồi chị nào lấy thì comment xuất hàng hết chưa? Rồi chị nào lấy thì comment là 59 cho em nha mọi người. Mã số 59 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. Xong ngư có 59 rồi. Ok, bộ ngựa là 59 đấy mọi người nhá. Rồi tiếp theo lên cho em mã số 60. Rồi
20 à một cái 20 cân, một cái 25 cân 63 này. Tự nhiên tao sạc bộ tầm khoảng
66 60.000 luôn ạ. Cái này 15 cân. Ok. 15 cân được. 15 cân mà 2 bạn. Không. Còn cái tua mặc được chứ đi không mặc được phải không? Ừ thì 2 tuổi thôi. Nhà đi tới 2. Con gái mặc được đấy nhỉ. Rồi cái này lên là mã số 66 nhá mọi người ơi, 66 cho em này. Size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân và có vài bộ 30 cân thôi, 60.000 nhá. Hàng cao cấp mà bây giờ tặng 60.000 đây này. Em nhập 101 đấy mọi người. Nói mọi người không tin nhập cái này 101 này. Rồi bán 60.000 còn 10 cái nhá. 60.000 mã này lên là 66 nhá. Ngầm vào bút ghi mã số là 26. Đúng không em? Bút ghi là 26 đúng không?
em nha. 68 79.000 này. 79.000 cho em nhé mọi người nhé. 79.000 cho em 68 này. 68 này. Form size cho bé là từ 10 form size là 15 đến 20 cân, 68 79.000 cho em nhé mọi người. Màu hồng với màu vàng, chất liệu của nó là thun bon mềm nhá. Cái này là thun bon rất là mềm cho em. Mềm lắm. Cái này chất mềm lắm. Sau mình chốt áo dạ mà không thấy gọn, bây giờ chị đặt lại đi nhá. Chị đặt lại đi, bọn em gọn chắc chị không nghe á. Rồi chị nào đấy thì comment 68 cho em. 68 nha. 79.000. 79.000 đồng cho em nha. 79.000 đồng giúp em. Cái gì lúc nãy con bé kia nói gì? Đi tìm á. Sao thế mất à? Để đâu mất? Ok 68 nhá. 79.068 nhá. Đây. Cái này lên cho em là cái gì? Thủy thủ á, size gì? 25 cân này em. Rồi lên cho em con này 20-25 cân cho em ạ này. 20-25 cân cho em ạ này lên là 69 này. 69 thủy thủ này. Thủy thủ cho em này. 89.000 luôn cho em váy thủy thủ 20 cân đến 25 cân cho em nhá. 20 cân đến 25 cân váy thủy thủ cao cấp cho em. Chất này là thô mềm ạ. Thô rất là mềm luôn nhá mọi người, không hề nóng luôn. Cái này dài tay không nóng này. 89.000 cho em ạ này lên là 69 này. Mã số 69 này. Cái này lên là mã số 69 cho em nhé mọi người. Mã số 69 cho em 89.000 đồng cho em nha. 89.000 cho em này. Size cho bé là từ 20 cân đến 25-26 cân quay đầu cho em. Cổ nơ liền. Đấy, cổ nơ liền cho em 4-8 thôi. Là 25 cân. Rồi mã số 69 cho em nhé mọi người nha. Bụng 40 cân em không còn. Mã số 69 này. 69 cho em nhá mọi người. 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng cho em nha. 89.000 cho em. 69 kèm cân nặng 20 cân đến 25 cân giúp em nha các bác nha. Thủy thủ cho em ạ. Cái này mặc tét cũng xinh này. Mặc tét cũng rất là xinh. Mã hàng 69 cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Đây cái cổ sau này. 89.000 một cái thôi. 89.000. Đọc cái này chị xem em. Cái này lên cho em 25 cân này. Với lại 42. Rồi cái này lên cho em 25 mã số 42. Mã số 42 25 cân với lại size 35 cân nhá. 25 cân với lại size 35 cân cho em. Mã số 42 125.000. Cái này là chất liệu của nó là len nhung á mọi người, len nhung rất là mềm. Mã này lên là 42 này. À, 25 cân là màu 25 cân này. Đây cái này đều 25 cân luôn. 25 cân với lại một cái màu hồng size 35 cân cho em nhá. Mã số 42 cho em giá là 125.000 hàng cao cấp. Cái này hàng 400 bây giờ em tặng 125.000 cho em. Nhìn cái váy dày dặn là biết ngay. Đấy, chắc là hàng đẹp lắm, hàng xịn đấy. Đấy hàng có châu xịn luôn đấy. Rồi cái này lên là mã số 42 cho em nhá. 25 cân và size 35 cân ạ. 35 cân là màu hồng nha mọi người nhá. Còn 25 cân là hai cái màu này luôn này. Đó 25 cân thì có cả hai màu luôn và em còn có ba cái thôi, tặng 125.000 một cái luôn. Mã số 42 cho em nhá. 42 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em. Rất là xinh, em mặc tết thì xuất sắc luôn. Mã số 42 cho em nhá mọi người nhá. 42 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em. Đó 25 cân. Hết chưa? Chia lên cái váy nâu kìa. Rồi ok, chị nào lại 42 thì comment là 42 cho em nhá. Size
25 cân này. Size 2 28 cân đến 28 cân đến 38 cân cho em này. 28 cân đến 38 cân cho em áo lót mỹ nhung hàng Quảng Châu nhá. Lót mỹ nhung hàng Quảng Châu cho em 28 cân này. 28 cân đến 38 cân cho em từ 1m2 trở lên đó mọi người. 1m2 đến 25 trở lên mới mặc được cái này. Rồi, tặng luôn áo phao cho em này. Đấy nha. Từ 25 28 cân đến 38 cân áo này em tặng anh chị 100.000 một cái. 100.000 luôn cho em này. Bên trong lót mỹ nhung nhá mọi người nhá. Bên trong là lót mỹ nhung cho em. Mã này lên là 4 mấy đây em? 70 nhá. Mã số 70 ạ. Mã số 70 cho em. Mã số 70. Bây giờ tặng 150 là lỗ mất bao nhiêu? Lỗ mất 100.000 một cái áo này.
áo vàng trên kênh 139.000, mã số là 16 nhá. Rồi ok, chị nào lấy áo pha này thì comment mã số lên là 72 nhá, 72. Size 23 cân quay đầu. Áo dạ là mã số 16, 139.000 cho em nhé. Áo dạ là mã số 16, 139.000. Form size là 15 cân đến 45 cân cho em. Mã số này lên là 16 này. 16, 139.000 cho em. Trời ơi, tao khát nước, gần chết. Không biết cái cốc để đâu này. 16 nhá, mã này lên là 16 nhá. 16 á. Chị Tú Minh Trịnh này lên cân nặng nè. Còn sót còn. Rồi mã số 16, 139.000, size 15 cân đến 45 cân cho em sale 139.000. 139.000. Hôm sau là không có giá này nữa đâu nhá, em sẽ xóa cái like này đi. Không có giá này đâu. Rồi ok nhá, còn sót là mã số 0 mấy? 09 à. Còn sót là 09 nhá. Còn sót là 09, 65.000 còn sót này. Bé trai không có, em không có bé trai. Rồi lên quần sóc cho em mã hàng 09 này, size 15 cân đến 50 cân cho em quần sóc này. Quần sóc 65.000 một cái, 09 này. Mã hàng 09 cho em nhá, quần sóc ạ. Đây 09 cho em quần sóc này. Bảy mốt không có đâu, chị Tú Trinh Thạch nha, em tự chị chọn 72 thì có, 71 không có đâu. Rồi cái này đây là 06 cho em, 09 cho em quần sóc ạ, 09 ạ. Chị nào có rồi không phải đặt lại đâu, 09 cho em này, size cho bé là từ 15 cân đến 50 cân cho em, mã số 09, 65.000 một quần nhá, 65.000 một quần cho em. Chị nào lấy 09 thì comment là 09 cho em và có đơn. Mã số 09 á. 09 cho em. Áo đỏ dài treo đằng sau. Canh mặc á chị? Áo canh mặc ấy hả? Canh mặc đúng không? 09 nhá. Đây đây là 09, 16 là áo dạ. 16 là áo dạ nhá các chị. Chị nào lấy 09 thì có mẹ là 09 quần sóc lựa hình ngẫu nhiên thôi mọi người nha. Lựa hình ngẫu nhiên cho em 09, 65.000 một quần. 65.000 một quần cho em 09 này. Áo tốt em không có. À, áo cái tân này á hả? Cái tân này là mã 08 này em. Mấy? 08. Đây cái này đây là 08 này. 08 cho em. Size 15 đến 35 cân cho em 08 này. Đây áo dài này là 08 Tết này. 189.000 cho em con này là 08 nhá. Con này lên là 08 này, 189.000. 189.000 cho em mã này lên là 08 đi. Đến 25 cân này.
50.000 cho em nhé. 15 cân đến 20 cân cho em 50.000 cho em. Tốt cho em là sao? Em nhận đồ rồi, đẹp lắm, sốt, cảm ơn chị nhé. Rồi, cái này lên là mã số mấy em? 73 này, 73 cho em. 73 cho em này, mã số 73 thôi, 40.000 thôi ạ. Áo dạ 139.000, mã số 73 váy hiếm nhá, 15 cân đến 25 cân cho em này. 15 cân đến 25 cân cho em này. 73, 73 cho em nhá, mã số 73 yếm 40.000 một cái nhá. 73 yếm ạ, yếm đuôi cá. Yếm đuôi cá 40.000. Yếm đuôi cá 40.000 cho em 73 nhá, mã số 73 cho em là có đơn. Áo dạ lên số điện thoại đi ạ. Ở đây mắc là cái gì? Quần dài thì chỉ có quần loe thôi, em còn quần loe thôi. Áo dạ này là mã số 16 nhá. Áo dạ 139.000 nhá. 16, áo dạ là mã số 16, 139.000 cho em. Rồi quần em, quần em chỉ có quần loe thôi mọi người ơi. Quần loe là mã số 0, 11. Quần loe này lên cho em mã số là 11 này. Quần loe mã số 11 cho em, quần loe size là từ 18 cân đến 30 cân cho em, mã số 11 cho em quần loe co giãn 4 chiều 109.000 một quần. 109.000 một quần cho em quần loe rất là mềm. Mã này lên cho em là 11 nha mọi người nhá. Mã số 11 cho em quần loe này. Đó, 11 quần loe cho em. Mã số 11 quần loe cho em nha. Quần loe cho em mã số 11 cho em. 109.000 size 18 đến 35 cân giúp em ạ. 17 đến 35 cân cho em nhé mọi người. Quần loe thì phần trên là bằng ôm và phần dưới nó loe ra rất là đẹp luôn. Quần loe đẹp lắm và chất co giãn nha mọi người nhá. Phụ kiện đi kèm ngẫu nhiên nhá, không nhất thiết là cái này đâu. Phụ kiện có cái khi là cái khăn đấy. Chẳng hạn. Đây mã này lên là 11 cho em quần loe 109.000. 109.000 cho em nhá. Áo dạ là từ bao nhiêu cân? Áo dạ là size 15 cân đến 45 cân cho em nhé mọi người nhá. Cho em xem cái gì, váy đỏ trên móc. Cái này vừa lên là cái quần ấy hả, cái cách tân quần ấy hả? Rồi ok, chị nào lấy thì comment là 11 giúp em nhá. Quần loe. Quần loe. Mua online các chị. Mua online. À, hôm nay cũng mới nhìn nhận cho khách này. Nãy chị mới nhìn á. Lên rổ nhá. Cho em 100 Linh Nguyễn lên số điện thoại đi chị ơi. Linh
49.000, mã số là 17 cho em nha mọi người ơi. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé. Có con dính ở trong đây này.
không gọi đâu nhá. Rồi, bộ này còn không thử không em? Còn có một bộ này, 75 này. 35 cân. Rồi cái này lên mã số 75 này. 30 cân này, 30, 35 cân, 35 cân. Mã này lên là mã số 75 này, 35 cân cho em nhá. 80.000 cho em này, 80.000 cho em bộ này. 75. Mã này lên là 75 đi, 80.000 cho em. Nhập 100.000 bán 80.000. 75, cái này lên là 75 35 cân nhá mọi người nhá. 75 35 cân cho em. 75 kìa. 75 cho em kèm cân nặng này. 75 80.000 thôi để bỏ cái đi em. Anh nghe cho mà nghĩ. Lấy cái màu đâu rồi, màu vàng đâu rồi, đó chị lấy cái màu vàng đó đó.
tài khoản em có ở trên tường ở cái bếp này này, ở trên 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 trang bìa ấy chị. Tên của em là Hà Thị Lê này, ở trên trang bìa nhà em có mà. Không phải là Linh, Linh là con gái em. Linh là con gái nha, Linh Kít là con gái, số tên con gái. Đây 77 à em ơi. 76 à, 76 mấy chị chọn rồi đấy, 76 đẹp lắm. Rồi cái này size gì nhỉ? 25 cân. Rồi mã số 77 này, 10 25 cân à? 15 cân đến 25 cân 69.000 này. Cái này cái bộ không? Bộ gấu hai, cái này lên bộ mà. Rồi 69.000 chưa có kia đâu mà. Mình cũng chờ nãy giờ bộ hè á. Bộ hè nhà em không còn đâu. Hết rồi. Rồi cái này lên cho em mã số là 6 à, bao nhiêu em ơi? 78 à em ơi. 77 này, mã số 77 này. 69.000 một cái thôi nhá. Một nơ này chất liệu là tơ mềm á mọi người ạ. Ngày mai đơn chị nào mà một cái này em sẽ xả ra em không gọi đâu nhá. Một cái nhưng mà phải đơn trên 100.000 thì mới được. Mã số 77 thì mới được gọi ấy. Chứ còn đơn mà có một cái 6 mấy nghìn với lại 50.000 là nhà em không gọi đâu. Các chị lưu ý nhá. Rồi, mã này lên trên là mã số 77 này. 69.000 một cái nha mọi người nhá. Không lựa màu đâu, 69.000 đều là màu hồng hết à. 69.000 mã số 77 cho em nhá. Các chị ơi, được bao nhiêu sản phẩm thì tí là nhân viên chia hàng là mới biết được mọi người ạ. Chứ bây giờ em cũng không biết được đâu. Chị nào lấy 77 thì comment 77 cho em nhé mọi người nhé. Mã số là 77 cho em ạ. 77 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. Cái toàn 16, 18 cân hết mà. Ui nhưng mà con Huy hốm mặt cái màu hồng xinh thật á. Chồng thích chết thì được á. Trả cho cô áo của Huy mà. Mặt nó không được. Đi đá lên mẹ. Em tặng áo phông cho các chị nha. Những cái chị lúc nãy chưa được bộ thì em tặng áo phông này. Má nó tặng cái này đi. Tặng áo phông này cho các chị nhá. Áo phông này mã mấy đây em? Cái này mã mấy đây? Tặng áo phông này. Mã số 78 nè. Áo phông em tặng này size 17 cân đến 27 cân 30 cân, 17 cân đến 30 cân này, 15 đến 30 cân, mã số 78 em tặng cho những chị mà tặng nhưng mà vẫn phải bà lấy tiền chứ không phải tặng không đồng. Không đồng thì em không có tiền để mà tặng hết được tất cả trăm chị ở đây được không? Em tặng cái chị áo này 29.000 một cái nhá. 29.000 cho em, mã này lên là 78 cho em này. 78 kèm màu. Em ơi màu gì đây? Cái này con Mai này màu gì? Ba màu này luôn nào. Rồi màu hồng, màu vàng, à màu đỏ, màu đen và màu vàng nhá mọi người nhá. Mã này lên là 78 này, 29.000 một cái nhá. 29.000 tặng cho các chị 29.000. 29.000 cho em mã này. 78 đi. Mã số 78 cho em. Mua cái hàng ở Quảng Châu á là nó sẽ bền lắm. Đồ trai đắt á, đắt hơn đồ nhà.
29.000. Không, mỗi chị chỉ được một cái thôi nha. Mỗi chị chỉ được một cái thôi nha. Em nhập một trái 29.000 em tặng các chị đấy. Ok nha. Lên tiếp cho em mà áo sơ mi. Các chị ơi cố gắng đi đơn trên 3-4 sản phẩm trở lên thì được gọi chốt đơn nha mọi người. Đừng đi đơn lẻ một cái nha. Chốt đơn liền đi. Rồi cái này lên cho em 18 cân đến 30 cân cho em này. 18 cân đến 30 cân cho em và áo sọc này, sơ mi sọc nha mọi người nhá. 49.000 một cái. 49.000 một cái cho em. 49.000 cho em. Mã 79 này, mã số 79 này. Mã số 79 cho em nhá. Cái tặng đấy thì mỗi chị được một cái thôi. Tặng đấy nhiều thế, chị lấy 2-3 cái thì là chị chết à. Chị được một cái thôi nha. Rồi mã này lên 79 này, 79 cho em này, 49.000 đồng size 18 đến 30 cân cho em nhá. 18 đến 30 cân cho em nhá mọi người nhá. 79 á, 79 cho em cân nặng cho em nó có đơn. 79 cho em nhá mọi người nhá. Rất là xinh. Cái này trai gái đều mặc được nhé mọi người, trai gái đều mặc được. Cái mã hàng là 79 cho em, form size là từ 17 cân đến 30 cân nhé. 17 cân 4 tuổi trở lên mới mặc được ấy, 4 đến 5 tuổi trở lên. 49.000 đồng cho em, mã hàng là 79 à 79, mã hàng 79 cho em. Cái này lên là 80 à em ơi. Mã số 80 này.
size 18 đến 30 cân cho em mã số 80 này. 80 này ạ. 55 nghìn. Bạn này lên sọc Bukhari cho em mã số 80 55 nghìn cho em nhá. Xem đầm phía sau là đầm màu đỏ á chị, màu đỏ hay là màu gì đấy? Rồi á. Vài hôm là bán hết luôn, bán hết từ giờ đến bên Tết 20 ngày tới này em bán hết luôn. Rồi ok, cái này lên là mã số 80 nhá mọi người, 55 nghìn một áo này. Sơ mi cho em nhá, sơ mi sọc chất liệu của nó là Cowboy Book Woody cho em này. Chị Liên Nguyễn Ngọc, Liên Nguyễn là chị Liên Ngọc ấy à. Yeah.